Rồi, ok các bác. Chào các bác. Chào toàn thể bà con nha các bác. Sau một chặng đường dài thì hôm nay em sang đến Bồi Sơn, Đô Lương, Nghệ An rồi các bác này. Đó, để chở hai con bò 3B được lỡ cho bác nha. Con này này, con sau các bác với một con em này nữa các bác. Cuối cùng em này về Nghệ An, bà con nông dân ạ. Đó. Thì sau một đường dài thì chạy sang đến đây rồi. Thì hai bác ông cũng rất nhiệt tình các bác ạ. Đây, hai bác ông cũng rất nhiệt tình. Thì sang bác bảo là thôi thì để cho bác con cái con bò 3B nọc giống đó. Em nói với các bác là em giấu mãi đó, không muốn bán đâu các bác ạ. Nhưng mà thật sự là bác bảo thôi thì tạo điều kiện để cho bác. Tại vì ở trong đây á, ở trong vùng sâu, cái nhát bò me nó cũng khan hiếm cái giống đẹp nữa. Thì bác muốn mua gây về để phối cho bà con nông dân đây á. Thì thôi em bảo thôi thì bác sang bác xem. Thì được thì bác bắt, không được thì thôi. Thì sang là cũng may là hôm qua em bắt được con này này các bác này. Nhưng mà có một con em cũng không gấp lên kênh YouTube làm gì. Thì bác sang bác thấy thì bác cũng bắt luôn con này. Đó là tiện chuyến xe các bác ạ. Đó, ok các bác chưa? Thì bây giờ em sẽ review cụ thể và thông báo cho các bác biết. Thông qua là các bác bảo hai ba hôm ngày hôm nay em đi đâu mất tiêu mà lại không thấy úp bò lên kênh YouTube nha các bác. Đây các bác này. Đó, trước mặt các bác là một cặp 3B đực lở này các bác này. Hàng VIP luôn các bác. Quá đẳng cấp luôn. Bác này, hai bác này. Bác chào bà con đi. Chào bà con. Đó. Bác trai chào bà con đi. Chào bà con. À, đó. Thì hai bác đi. Bác đi lúc mấy giờ sáng sang nhà cháu nhỉ? 6 giờ sáng. Hai bác chạy 6 giờ sáng hơn 100 cây số các bác ạ, chạy. Công nhận là hai bác nhiệt huyết đó các bác. Sang 100 cây số sang đến nhà em. Đó, đi từ sáng mà bây giờ bò me về đến nhà là hơn mấy giờ rồi bác? Ba giờ kém hai mươi hả? Cho là 2:30 đó các bác, 2:30 mới về đến đây. Thì bác sang thì xem bò. Đây các bác này, con này em mới bắt về hôm qua các bác này. Hàng chờ các bác, hàng đỉnh cao luôn các bác này. Đó, con này là nọc giống nha các bác. Đó, bác sang bác nhìn bác ưng luôn các bác ạ. Đó, bà về đây bà chủ bảo bà chủ chê con tê xấu, nhưng mà bà chủ khen con này. Đó, con này đẹp thế. 40 triệu của người ta mà không đẹp hay sao? Đây, con này làm nọc giống nha các bác. Đó, 40 triệu nha bà con nông dân. Còn con này nha, con này bò được lở nha, con này giá thịt nha các bác. Đây. Đó. Ok các bác chưa? Bò đẹp lắm các bác ạ. Đây, sang đến Đô Lương Nghệ An, à sang đến Bồi Châu Nghệ An, Bồi Sơn. Đó, từ 100 cây số về nhà cháu. Xong rồi 100 cây số. Bây giờ 100 cây số sang đến đất Bồi Sơn Nghệ An. Trời ơi. Bác thấy chặng đường của con 3B này nó đi không các bác? Đây các bác này. Đó, bò chất lượng không các bác? Sáng đây 37 triệu các bác này, con 3B này các bác này. 37 triệu này. Ôi trời ơi. Đó, sang đến đất Nghệ An đó các bác, giá trị con bò này đó. Rồi, ok các bác nha. Thì bây giờ em review đàn bò cái của gia đình bác cho bà con nông dân mình tham khảo nha các bác. Đây các bác này, con này bê cái tơ này, nền bò bên đây đẹp đó các bác ạ. Đây, con này xin các bác ạ. Đây, đẹp đó, con này lên giống chưa bác? Chưa hả? Đang tớ đi. Đang đi tơ, ý là chưa. Con đang tớ. Không nên lên phối giống. Ý là cho phối giống hả? 500 nghìn. Có 200 đó. 200 là hơi ít. Cái đó là thật sự. Ít cũng phải nếu tầm phải 300. À, con đây của nhà mình đây vâng. Ôi trời ơi các bác ơi, con này. Con này man mỉ này các bác này. Ôi trời đẹp lắm các bác ạ. Con này chứa to chưa? Sang tháng đẻ. Sang tháng đẻ vâng. Eo con này đẹp không? Bác bán con này không? Bán được cho bắt luôn nhá. Con đẻ của nó nhá. 10 ngày là đẻ. 10 ngày. Gạo bán cho trở về Thanh Hóa cho đi du lịch. Đây con này bác nuôi đấy. Con này bác nuôi đấy nọc đúng không? À con này nuôi đấy nọc đấy vâng. To quá rồi nhỉ. Con này mấy răng rồi? Độ mít 2 năm rồi chơi. 4 răng. 4 răng rồi. Bán đi. Nếu để bán thì cho con tê thay thế. Đây các bác. Nọc. Con này cũng tạm được các bác. Cũng được, con này nhảy cũng được.
Nói chung súng ốc cũng ok đấy. Mà chân sau nó không được thẳng mấy. Bố bị dầm bị đỉnh nó mới được đó. À rồi vâng. Đây có bác. Ủa xa còn ba bên này. Con này phải tầm 7-80 triệu rồi đó bác ạ. Có ai vô trả chưa? Có thương lái nào vô trả chưa? Hả? Anh nói bán mà trả. Năm ngoái tổng thẳng trả 70 triệu không bán. 70 triệu không bán nhỉ? Đây các bác này. Ôi trời. To lắm các bác. Hay có đá không đây? Ô mẹ con bò cái này các bác này. Con bò cái mình như bò đực các bác. Cực kỳ to luôn các bác. Sắp đẻ vợ. Ôi trời ơi. To các bác. Đó. Ok các bác nha. Đó đẹp không? À vịt. Vịt mà rụng hết lông cánh rồi. Ngan nữa chứ. Ra mà là không còn cọng lông mô. Đói. Đói phả màn. Con thấy nó về nó đói nó ăn. Chị bóc cho nó miếng rơm ăn đi. Bóc cho con ba bê tê miếng rơm ăn đi. Con đi đói nó ăn rồi này. Bóc cho miếng rơm nó ăn đi. Đây các bác. Con này to đó. Đây. Tưởng là hai con thật dạ. Tưởng là hai con thật sáu con được rộng cứ ríu. Đây thầy hỏi bác ông bác sang bác coi con bò ba bê trong nhà thầy hắn bắt mất rồi thầy. Hỏi bác ông đi. Khi nữa bắt con ở ní thế ông băng như con ở đấy đó. Thì đúng rồi. Mà mới tháng 4 bây giờ. Con con đấy thế nó bắt thế ông ở rồi đó. Em thấy nhanh không? Mới tháng 4. Nhanh không? Đấy, cái đấy là thoải mái đấy. Đây các bác này, con này chắc tầm 800 kg hơi được các bác. Con này nó dao động như vậy đó các bác. Con này tầm 800 kg hơi rồi đó, chứ không ít cho các bác. Ngực sâu lắm. Ồ, cực kỳ luôn. 9872. Thợ vô trả 70 triệu bác. Trả lâu. Chưa bán rồi, con này 70 triệu chưa bán rồi. Con này ít nhất phải tầm cỡ gần đầu 8. Con này phải gần đầu 8. Con này mỏ mỏng da các bác, mỏng da nhỏ xương nha, các bác lưu ý nha. Ba bê to vậy nhưng mà con này mỏng da nhỏ xương nha. Nuôi vậy là tốt lắm đó các bác. Không phải ba bê dày da mà các bác, mỏng da nhỏ xương. Tỷ lệ thịt đạt cao lắm các bác. Con này tầm trên 800 kg hơi rồi, không có dưới nữa. 9872 rồi, nhân 90 là 72 triệu. Đây các bác. À con này là cho đi nhảy đó bác. Rồi chút xíu nữa cho anh đi anh làm luôn, mở hàng luôn, hăng lắm rồi. Bên đó kém gái. Đây các bác này. Ba bê này, chân thẳng này các bác này. Chân to mà thẳng nha. Đây. Ok các bác chưa? Bùi này. Đó. Các bác nhìn chưa? Để mà so với con kia thì con kia sách dép các bác ạ. Thật sự luôn con ở trong đây cũng vậy này. Đây này, con ở trong vậy này, con trong đây bề thế vậy nhưng mà về lối lác thì thua xa em này. Khởi nghiệp mà chọn 3B thì thật sự là nói chia sẻ với các bác là em tiếc cực kỳ đấy các bác này. Nhưng mà thôi nghĩ đi nghĩ lại thì để cho bác. Mình làm cũng vì bà con nông dân thôi chứ còn tiếc mà giữ cho riêng mình thì nó cũng không hay các bác ạ. Nên em quyết định để cho bác. Đây, 40 triệu đó các bác ạ. Đây, 40 triệu nó có giá của 40 triệu đó. Không phải ít đâu, 40 triệu thì đó các bác nhìn coi, nó không đắt đâu. Các bác phải đứng trực diện, các bác nhìn con bò, các bác mới biết con bò này 40 triệu nó có đắt hay không. Đây này. Đó. Thấy chưa? Đó. Bác mê từ lúc mà thấy hắn nhảy, em ghét luôn con bò cái nè. Bác thấy nhảy là bác khoái rồi. Vì nói dân nuôi bò được nhảy mà các bác. Dân nuôi bò được nhảy, bác nhìn bác biết liền, bác khoái liền. Lặn lội từ bên Bồi Sơn, Đô Lương, Nghệ An sang Nông Cống, Thanh Hóa để mua bò. Các bác search km Google các bác biết. Nhiệt tình nên thôi. Đó. 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 Rồi ok các bác nha.
Đó thì review cụ thể cho các bác, cho bà con nông dân mình tham khảo luôn các bác. Đó lý do làm sao mà mấy hôm nay mất tích. Đó. Bác nhìn thấy chất lượng không? Bác nhìn thấy chất lượng không? Có đáng đồng tiền không? Đáng đồng tiền. Đáng đồng tiền. Đáng đồng tiền. Đó. Ok các bác nha. Chào các bác nha. Bà con nông dân ai có nhu cầu mua hoặc bán trâu bò thì nhớ đăng ký kênh nha các bác. Bác nào có nhu cầu bán thì cứ alo trực tiếp gặp em. Em sẽ đến nhà các bác mua một cái giá nó hợp lý nhất nha. Thuận mua vừa bán nha các bác. Ok các bác. Còn bà con nông dân ai có nhu cầu mua thì các bác nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông nha các bác. Để sớm nhận được những video mới nhất từ kênh Khởi Nghiệp. Để chọn cho gia đình mình những con bò nó hợp với bụng mình và hợp với túi tiền của gia đình mình nha các bác. Mua bán công khai rõ ràng minh bạch nha các bác. Đó, đôi khi bà con nông dân bò em ướp lên kênh rồi đó mà đã bán rồi thì bà con nông dân cũng hết sức thông cảm cho em nha các bác. Đó, số lượng có hạn các bác ạ. Và em với các bác nếu mà có duyên sẽ mua bán với nhau. Nhiều bạn điện cho em bảo là mua bò của bác thật sự là khó, mà em nghĩ là cũng khó thật các bác, vì cái số lượng kênh bây giờ nó lớn rồi. Đó, và cái nhu cầu bà con nó cũng lớn tương ứng theo. Mà cái số lượng bò em ướp lên kênh thì các bác biết rồi đó, không đủ đáp ứng nha các bác. Nên bà con nào chưa mua được bò của em thì hết sức thông cảm nha. Rồi hẹn các bác nếu mà có duyên sẽ mua được. Rất nhiều bác có duyên sẽ mua được bò của em. Rồi, về nha các bác. Về nha bà con nông dân. Đây, quang cảnh ở Bôi Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An đúng không bác? Đô Lương. Đô Lương Nghệ An. Rồi, chào các bác, ta về nha bà con nông dân.